Chào mọi người nha. Nay em lên con máy ba lô con cuối nha mọi người. Con này là Komatsu Yanoa SZ267 nha mọi người. Công suất là 26C nòng 34 ly luôn nha. Con này là VIP nhất trong ba con nha mọi người. Giá 1.8 triệu bao ship toàn quốc, đầy đủ phụ kiện dao cắt bắt cước. Tiếp mở bugi ha. Nè. Dao cắt bắt cước, tiếp mở bugi, bugi và lục giác qua thị ha. Đó, ốc đầu chạy lỏng mà dặn vô lại nha mọi người. Đó. Con này là bê tông như mới luôn nha, nhìn nó liền lắm nha mọi người. Nhật quên xài nha, con này là con xà lướt nha, nên giá sẽ mắc hơn một chút nha mọi người, 1.850 triệu ha. Máy móc green nguyên bản nha, su bọng rồi nè, bình xăng nè, bình xăng lớn nó trắng tươi nè mọi người. Đó, quá đẹp nha, con này chưa xài nhiều chân nha mọi người. Đó, giá con này bên Nhật là tới 14-15 triệu ha. Mọi người muốn mấy con xà lướt này nè, chạy mới đã nha mọi người. Đó, móc cái lọc xăng làm thử nè. Đó, lọc xăng trắng tươi luôn nha mọi người nè. Quá êm. Trời, móc vô nhét hết lọc nó được luôn rồi. Chưa đổ xăng nha. Trợ lực ha. Video nè. Bản bự nè. Quá đẹp luôn nha mọi người. Đều như mới luôn ha. Có cái móc đây luôn nè mọi người. Đó, móc đây nè, su nè. On up trên tay lái ha. Su bộ Morin nguyên bản luôn nha. SZ267L nè. Đó, tàu bò chân kẹp đủ lăng êm nè, chống quấn cổ luôn nha. Đó, mấy chén này xài đỡ lắm nha mọi người. Rồi, 1.8 triệu ha, bao ship. Bảo hành cho mọi người IC bên sân con 1 tháng nha. Yên tâm sử dụng luôn nha mọi người. Có trợ lực nè, hơi nè. Lên ga nè. Cái này là do là em chỉnh xăng nó cho nó dư dư xíu nha mọi người. Đó, khi vào mọi người em chỉnh xít xít một chút xíu nha, cho nó bốc hình chút xíu nha. Chỉnh đây nè, hai kim ha, kim trên kim dưới nè. Đó, chỉnh tốc độ á, nếu mà cho nó tốc độ mà cho chạy khoảng 80% thôi đó là máy sẽ bền hơn, còn chạy 100% thì máy nó bốc đã lắm. Nhưng mà nó sẽ sợ mọi người phát thời gian lâu quá nó nóng máy. Đó, nếu mọi người phát nguyên ngày á thì chỉnh khoảng 80-90% công lực thôi. Đó, rồi con này đẹp lắm nha, 1.8 triệu nha mọi người. Có lâu về mấy con đẹp ha. Rồi, cảm ơn mọi người đã xem hết video. Số điện thoại 0936769791 có Zalo ha. Ai chưa chọn được con máy ý thì nhớ đi kênh nha, theo dõi đem ra những con máy mọi người ok ủng hộ em ha. Đó, máy em bán uy tín nha mọi người, tỷ lệ pha xăng nhớt thì cũng giống mấy con kia thôi. Máy này máy thì ha, xăng pha nhớt tỷ lệ là 80-70cc một lít xăng nếu phát cước, còn phát dao mọi người pha 50cc thôi ha. Đó, nhớt là nhớt hai thì nha mọi người, thì mọi người mua chịu khó mua nhớt xịn xịn, em cũng có bán nhớt nha, 100.000 chai thôi. Đó rồi, những mua tránh mua nhất đỏ nhất cách tròn mà giả cũng nhiều lắm nha mọi người. Cái tròn giả là xài hư máy nó nghẹt bình xăng liền. Đó, uổng cái máy. Rồi, lưu ý ha, mua phải mua mấy cái tiệm lớn uy tín nha mọi người, nhớt rồi đó. Rồi, cảm ơn mọi người đã xem hết video ha.